tôi muốn nghỉ. Tôi biết là sẽ có ngày hôm nay mà. Nhưng có điều tôi không ngờ nó lại tới sớm như vậy. Vì bà ta, đúng không? Đó là chuyện của tôi, không phải là chuyện của chị. Tôi muốn nói cho chị biết để chị thu xếp. Tuần sau tôi sẽ nghỉ. Cậu uống với tôi một ly. Không, tôi không uống. Bà ta thì có hơn gì tôi chứ. Nếu cần, tôi cũng có thể bao cậu. Tôi không thích những người ở bên cạnh nhau mà cứ phải khinh nhau, chán lắm. Vậy cậu có chắc là bà ta không khinh cậu chứ? Tôi đã nói rồi, đó là chuyện của tôi, không phải là chuyện của chị. Chị cứ thu xếp đi, đúng tuần sau tôi sẽ nghỉ. Tôi hiểu rồi. Uống với tôi một ly, coi như là chia tay. Vậy tôi mới thấy, tôi biết gì chị quá ít. Tôi cứ tưởng chị chỉ là một phu nhân nào đó, có tâm sự nên cần về sự đồng cảm thôi. Tôi có công việc, có niềm đam mê. Công ty này do tôi bỏ vốn, nhưng thuê giám đốc điều hành. Xưởng gốm là một chi nhánh nhỏ của công ty. Việc thì nhiều, mà liệu có sức làm hay không thôi. Dạ, cà phê của chị ạ. Cảm ơn em. Dạ, cà phê của anh. Mời cậu. Dạ. Nếu cậu muốn, cậu có thể làm. Đó là lý do mà tôi đưa cậu tới đây đó. Chị không sợ tôi lợi dụng chị sao? Sao cậu không nghĩ là tôi lợi dụng cậu? Tôi mà cũng có giá trị lợi dụng sao? Có chứ. Giá trị lợi dụng của cậu đối với tôi lớn lắm. Nó cho tôi cảm giác tôi cần cho ai đó. Tôi có thể giữ được ai đó. Tôi có thể đem niềm vui đến cho ai đó. Tôi có thể còn được yêu ai đó.